mấy anh. Thì bây giờ nha, em sẽ chỉ cho mấy anh cách mà dán cái smart key này để mà phân biệt được á, cái mà lột siêu và chưa lột siêu. Thì đây là cách nè, thấy một cái tem nhỏ nhỏ ở đây không, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, những cái viền này nè, nó giống như là có một cái gì đó nó phồng nước lên, thì đó có nghĩa rằng nó là đang còn miếng siêu. Thì cách đó, để mà lột cái miếng siêu này á, lột bằng tay rất là khó, cho nên phải dùng máy sấy ha. Sau khi mà sấy xong á, nó sẽ nóng. Giờ mình lột nó rất là dễ ha. Lấy móng tay á, để một góc này, bắt đầu lột ra. Nếu mà lột chưa ra, sấy tiếp. Lột ra nè. Vậy thì tại sao lại lột ở đây mà không lột ở đây? Lột đây nè, là sau khi lột ra thì cái keo chết nó dính lại nè. Tại sao không lột ở đây? Lột đây nó dễ hơn, nhưng mà lát hồi keo chết nó dính đây nè, rất là khó chùi. Lột đây nha. Đó. Rồi, thấy nó bóng không? Không bị xước nha. Đó. Nhưng mà xài thời gian nó sẽ bị xước. Rồi, lấy một cái khăn ướt một chút, lau lại. Nếu mà lấy cái bông tẩm cồn á, lau vô cho nó sạch nha. Lấy những bông tẩm cồn cồn đây chị Ngọc. Sau đó thì đây, nói chung là vệ sinh nó sạch sẽ đó. Xé luôn. Lấy bông tẩm cồn lau vô cái chỗ này nè. Đó. Đó, mất nhanh hơn đó không? Rồi, lau bụi xung quanh. Rồi. Đây. Đây là cái miếng BBF nè, dán lên cái smart key nha. Đó. Nó rất là vừa. Thì cái này dán rồi, cắt ra rồi nhưng mà chưa có tách. Thì mấy anh em xịt nước vô nha. Rồi bắt đầu nè. Lớp này lớp số 1, lớp bóng nè. Lớp số 2 là lớp nhám. Thường á thì xe mà tới tay cái miếng dán mà tới tay mấy anh á, thì là mình đã tách ra rồi, mồi sẵn rồi. Dán tem 1, 2 nè. Lớp số 1 cứng lắm, bỏ. BBS nó nằm giữa lớp số 1 và lớp số 2. Xịt nước đây. Đó, rồi bắt đầu nè. Lấy móng tay nè, cấn vô đây một cái. Nhớ nha, chỗ này nha, đừng làm chỗ này. Lấy móng tay cấn vô, cấn vô giữa. Rồi, lấy ra. Xịt nước vô đây. Ấn vô. Xịt sao bông nhiều vô để làm chi, để mà mấy anh có thể canh chỉnh được.
thấy dễ không? Vuốt đây một cái nó còn di chuyển được nè, là mình có thể canh chỉnh được. Vậy là xong rồi, xịt nước vô, lấy cái gạt nước á. Cái gạt này có tặng cho mấy anh nha. Gạt ở đây. Gạt lên. Nói chung là nhìn với một cái góc khác. Như vậy thì sẽ biết được là đã gạt nước hết hay chưa. Nếu như mà tại vì cái miếng bê bếp này nó xịn lắm, cho nên nếu mà cảm thấy mà mình chưa có gạt hết nước đó, thì cứ gạt hết qua đây đi, đúng không? Gạt hết cho nó đúng bài đó đi. Còn cảm thấy mình chưa gạt hết đó, thì cứ để nguyên vậy, tới sáng ngày mai là nó tự rút nước, nên là không có phải là quá quan tâm. Gạt xong lấy tay vuốt kiểm tra coi là nó có trôi hết chưa. Tại vì cái miếng siêu á, nó xài được một thời gian rồi, mốt á, rửa xe á, nó cũng chóc à, mà nó bị chày đó. Còn cái bê bếp này nó sẽ thay cái miếng siêu đó. Xoay cái này đi để gạt vô đây. Mới dán thì nó không có được đẹp vì bên trong đây nó còn nước. Dán xong nó mịn lắm, nó cũng không có xước nữa. Sau này mà có bán đi rồi cái xe nó có giá, vì cái chỗ này nó không có xước nữa. Sau khi dán xong thì nó khăn lao đi. Đỡ nguyên vậy tới sáng ngày mai là nó đẹp à. Mình thấy nó bóng không? Đó, có những cái đốm đốm chỗ này, kệ nó, ngày mai nó rút nước là nó trong lại. Rất là đẹp. Mình đồng hồ dán rồi nè. Bê bếp bên em dán rất là sát mí nha. Thấy không?